Kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đồng nghiệp thân mến, lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi tới ban giám khảo, quý đại biểu lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, tôi tên là Trương Thị Thủy, tôi đến từ trường tiểu học Kim Đồng, trường tọa lạc trên ấp Kinh 17, xã Tam Giang, cách trung tâm thị trấn Nam Căn khoảng 30 km về hướng đông nam. Đến với hội thi hôm nay, tôi mang theo một kỷ niệm mà có lẽ sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời. Nó như một hành trang để tôi vững bước hơn trong sự nghiệp chồng người mà tôi đã chọn. Kỷ niệm đó có nhan đề Cậu học trò đầy nghị lực. Năm 2008, tôi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh. Gác lại những tháng ngày miệt mài bên sách vở, tạm biệt bạn bè và người thân, tôi đã đến với mảnh đất cực nam của Tổ quốc với biết bao nhiệt huyết của tuổi trẻ. Môi trường mà tôi được phân công về làm việc là trường tiểu học 3 xã Đất Mới. Môi trường nằm trên địa bàn dân cư thưa thớt, phương tiện đi lại chủ yếu là bằng xuồng. Và mùa mưa, đất Cà Mau dẻo quẹo, lầy lội, nhếch nhác. Đường đến trường của học sinh nơi đây rất vất vả và khó khăn. Khi đó, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 4A, có 23 học sinh, trong đó có em Lâm Duy Khánh, là học sinh dân tộc Khmer. Qua một thời gian giảng dạy, tôi để ý thấy Khánh là một học sinh ngoan, được học khá tốt, tích cực lao động, sống hòa đồng với bạn bè. Nhưng đến thời điểm học kỳ 2, tôi thấy Khánh có nhiều biểu hiện khác thường. Em thường xuyên đến lớp trễ, vẻ mệt mỏi hay ngáp ngắn ngáp dài, lực học có phần sa sút, quần áo đi học thì lôi thôi lách thách. Tôi bắt đầu thấy khó chịu, bực mình vì đã vài lần nhắc nhở mà không thấy em tiến bộ. Sáng hôm đó, khi học gần xong tiết tập đọc, em mới xin vào lớp. Tôi bực quá, lần này tôi quát to: Khánh, sao ngày nào em cũng đến lớp muộn thế? Em đi học hay đi chơi? Rồi cứ thế em òa khóc nức nở. Thoáng chút bối rối, tôi chạy lòng khi nhìn thấy em như vậy. Lúc này tôi dịu giọng hỏi em, nhưng em vẫn nghẹn ngào không nói. Rồi có vài em trong lớp nhanh nhảu trả lời thay bạn: Thưa cô, nhà bạn Khánh xa lắm. Thưa cô, bạn Khánh phải đi bộ đến trường ạ. Mẹ bạn đã bỏ đi rồi, không ai đưa bạn đi học đâu ạ. Cứ thế các em nhao nhao nói, điều đó lại càng làm Khánh khóc nhiều hơn. Tôi lấy lại bình tĩnh và cho em vào lớp để tiếp tục bài giảng. Giờ ra chơi hôm đó, tôi ngồi lại bên em, ân cần hỏi thăm mới biết rõ về hoàn cảnh gia đình em. Thật là tội nghiệp. Em kể: Cô ơi, mẹ em đã bỏ đi rồi, cha em phải đi giữ vuông mướn cho người ta để lấy tiền mua gạo. Dừng một chút, rồi em lại kể tiếp: Nhà em không có tiền, cha em lại bị bệnh, em phải năn nỉ mãi, cha mới cho đi học đấy. Dạo này, gia đình em mới chuyển đến chỗ cha làm xa lắm, nên em đi trường dễ giờ học cô ạ. À. Tôi lặng đi theo lời kể ngây thơ, có phần buồn tủi của em. Cuối tuần, kết thúc tiết sinh hoạt lớp, tôi quyết định sẽ đưa em về nhà. Phần vì thương em, phần vì tò mò muốn biết gia cảnh của em, của những người dân vùng sông nước mà trước kia tôi chưa từng biết đến. Men theo bờ vuông lầy lội, trơn trượt, hai cô trò vừa đi vừa nói chuyện. Trước thái độ ân cần của tôi, em cởi mở hơn rất nhiều. Dường như em đã quên đi câu chuyện buổi sáng. Còn tôi không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình, càng đi càng thấy lòng dạ rối bời. Xa quá, mình người lớn mà còn thấy quãng đường dài đến thế. Vậy mà đôi bàn chân bé xíu, non nớt của em phải băng qua mỗi ngày. Rồi còn những ngày trời mưa gió thì sao đây? Tôi bỗng thấy đoạn đường em đi học dường như xa xôi, vất vả hơn nhiều so với cuộc sống của tôi lúc bấy giờ. Chợt thấy xấu hổ trước em, trào dâng trong tôi là sự cảm phục, yêu thương
và cảm thấy có lỗi với em vô cùng vì sự vô tâm của tôi trong thời gian qua. Tôi nghĩ và thấy cay cay nơi khóe mắt. Cũng chừng phải đến gần 3 cây số, bỗng em reo lên: "Nhà em đây rồi cô ơi!" Theo cánh tay em chỉ, tôi như không tin vào mắt mình. Trước mắt tôi là một túp lều dựng tạm bợ, chênh vênh bên cạnh một cái miệng cống. Tôi thế em vào nhà, sững người khi bước vào cái nơi mà em gọi là nhà. Túp lều siêu vẹo, chẳng có vật gì đáng giá. Gấp nhà, một cụ già đang nằm co ro vì ốm. Em nhanh nhảu giới thiệu: "Cô ơi, đây là nội em, còn đây là cha em và em gái của em ạ." Tôi cất lời chào, đáp lại lời chào của tôi là những tiếng già nho nhỏ. Cha của Khánh nhìn lam lũ, vất vả và già hơn rất nhiều so với tuổi của anh. Anh kể: "Số tôi khổ lắm cô ơi, tôi đang mang trong người bệnh thoái hóa cột sống nên không làm được những việc nặng nhọc. Vì khổ quá nên vợ tôi đã bỏ tôi cùng mẹ già và 2 đứa con nhỏ để đi theo một người đàn ông khác." Qua lời kể của anh, tôi còn biết vì mải lo cho miếng cơm manh áo và cũng chán nản với số phận của mình nên anh cũng không thể nghĩ nhiều tới việc học của con. Khánh thích đi học thì cứ đi vậy thôi. Hôm nào bà nội và cha bệnh thì em đành phải nghỉ học để thay cha làm hết mọi việc. Có hôm em còn phải đi lột tôm mướn để kiếm tiền mua gạo nữa. Tôi nghe cha Khánh kể mà trong lòng như đứt từng khúc ruột. Sau buổi gặp gỡ với gia đình em hôm đó, tôi về đến trường, trời đã tắt nắng. Tối hôm đó tôi không sao ngủ được. Trong đầu tôi cứ quẩn quanh một câu hỏi: mình phải làm gì để giúp đỡ Khánh đây? Hôm sau, tôi đem câu chuyện của em kể lại cho các đồng nghiệp của tôi. Nghe xong câu chuyện, ai cũng thấy xót thương cho hoàn cảnh của Khánh. Và chúng tôi đã quyết định phải làm gì đó để giúp đỡ Khánh, để em đỡ vất vả hơn khi đến trường. Tôi đã mua tặng em một bộ quần áo. Đồng nghiệp tôi, người thì mua sách vở đồ dùng học tập, người thì giúp em vài chục ngàn. Hôm sau, tôi lên gặp ban giám hiệu nhà trường để báo cáo hoàn cảnh đặc biệt của Khánh. Em và gia đình cũng đã nhận được nhiều hơn sự ưu ái của nhà trường, của hội phụ huynh và các đoàn thể khác. Hàng ngày, tôi và các em học sinh trong lớp đã dành nhiều thời gian hơn để quan tâm, động viên em vươn lên trong học tập. Từ khi có sự giúp đỡ của các tổ chức, đoàn thể và cá nhân, em đã được hỗ trợ tiền đò và hỗ trợ chi phí học tập lâu dài. Em ít nghỉ học hơn, đi học đúng giờ hơn và chút bỏ được vẻ mặt hớt hải, lo lắng, sợ sệt khi đến lớp trễ. Đặc biệt, trong kỳ kiểm tra cuối năm, em đã đạt điểm khá cao. Nhìn thấy em như vậy, tôi vui lắm, thấy phấn chấn, hào hứng hơn trong công việc và quên đi nỗi vất vả của mình. Thời gian qua đi thật nhanh, mới đó đã gần 9 năm, nay tôi cũng đã chuyển công tác về ngôi trường khác. Xong mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn nhớ mãi về em, về nghị lực phi thường của cậu học trò ngày ấy. Cũng từ kỷ niệm này đã đánh thức trong tôi lương tâm, trách nhiệm của một người giáo viên chủ nhiệm. Một bài học đã theo tôi suốt cuộc đời dạy học, khiến tôi thường gần gũi các em học sinh hơn. Tôi quan tâm nhiều hơn tới hoàn cảnh của học sinh, cảm thông, chia sẻ nhiều hơn với các em. Và trong thâm tâm, tôi luôn mong muốn mình thực sự là người mẹ thứ hai của các em khi ở trường. Mới gần đây thôi, tôi tình cờ gặp lại em qua mạng xã hội Facebook. Em nói, em vẫn luôn luôn mong có một ngày được gặp lại tôi. Nhìn ảnh đại diện, tôi không tài nào nhớ nổi. Khánh bây giờ đã ra dáng một chàng thanh niên cao to, tuấn tú, không nhỏ nhắn lem luốc, đen đúa như xưa nữa. Em kể, này em đã là một nam sinh học lớp 12 của trường phổ thông trung học Phan Ngọc Hiển. Lực học của em khá tốt, em còn nhận được học bổng học sinh nghèo vượt khó của trường. Còn gia đình em, nhờ sự giúp đỡ của địa phương, đã có một ngôi nhà đúng nghĩa, không còn ở tạm bợ trong túp lều bên miệng cống như trước kia nữa.
Vâng, câu chuyện xảy ra với tôi khi tôi vừa bước chân vào ngưỡng cửa nhà giáo, nhưng đó cũng chính là bài học, là kinh nghiệm, là một hành trang để tôi vững bước hơn, làm tốt hơn công tác chủ nhiệm của mình.